to ignore when every little thing. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với nhau của tôi trên Wish. Đây, nếu hôm nay các cậu thấy tớ kiểu hết hồn, kiểu quay chị Khương trông lạ thế thì nếu bản thân tớ còn thấy lạ hết sức. Nếu mà tớ không mở miệng ra nói chuyện, maybe các cậu nhìn có thể không ra tớ. Đùa đấy. À, đây, đang cảm thấy rất là giàu sang không? Đùa, lại đùa nữa. Cái này là không phải nhà đâu, cái này là khách sạn ấy. Chứ nhà mà xây kiểu này chắc tớ ngủ không nổi mất. Nói chung là tớ đang đi du lịch và tình cờ tớ phát hiện ra được một khách sạn mà nó rất là kiểu hoàng tộc các thứ ở Đà Nẵng. Cái xong tự dưng quyết định lên concept, xong rồi đến tận đây cũng mới đi mua máy uốn các thứ thôi. Cũng không cần chuẩn bị gì lắm đâu. Nhưng mà quyết định quay lại mấy cảnh này tại vì thấy mình kiểu mình cũng hết hồn. Kiểu mình cũng trông cũng hơi ra cái gì hết đấy. Bây giờ bọn tớ sẽ đi chụp ảnh sống ảo và mời các bạn đi tiệc trà với bọn tớ nhé. Vấn đề của cái váy này thế là nó quá là rộng và bọn tớ phải ghi kim băng nhưng mà nó cứ bung ra. Đây, tôi nói bạn cái váy này nó như thế này, là nó phải cao lên như thế này và vào người như thế này nó mới đẹp đấy, như thế này. Mà cũng không làm sao đâu. Và bây giờ tôi mới biết là cái váy này nó có cái túi này. Thế nha, như vậy nha. Bạn đừng có nghịch nữa nhá. Nhưng mà kiểu ngồi xuống nó bung ra được ngay cái phần eo á. Ngồi xuống hóc bụng lại. Yes. À, được rồi. Ok. Ừ, nó hơi rộng một xíu, nhưng mà đây là cách cố bạn nhé. Đây đang nằm thẳng càng ở biển. Cái này không phải là bờ tường đâu, cái này nó là một cái bể bơi này, các cậu thấy không? Đó, một cái bể bơi ra bờ biển. Thì cái này đi bộ ra cái chỗ đường, chỗ trước cửa khách sạn ở, thế là lại mò ra được cái quán này. Đấy, đấy, xinh gái chưa đấy? Bạn mình mà không xinh gái không có chơi cùng. Đây, và gọi tôi la đói nhưng mà bạn tôi bắt đầu uống cocktail. Thì tôi quá đói cho nên tôi gọi một phần spaghetti. Cái này là beef bolognese. Bolognese ngày xưa ai nói là đọc tiếng Pháp là bolognese. Không biết nữa. Có bánh mì thì kèm. Mày này làm sao lại có bụng để ăn đặc sản Trần nữa ta? Ăn được. Đẹp. Nhưng mà bạn có ăn đâu, tôi ăn mà. Tại vì sáng mình ăn sáng ít quá. À, quán này tên là Eco Beach bạn ạ. Không phải Esco. Eco, nó đọc là Eco. Nó có chữ S mà. À, Esco Beach đúng không? Ừ. Đấy, tự nhiên lang thang trên bờ biển lại tìm được quán ngon này nhìn đảo. Hợp lý. Khác gì ở bên Thái hay là bên Bali đâu bạn, đúng không? Thì Bali đâu. Tuy là lúc 4 giờ mới ăn mì nhưng mà bây giờ là đi ăn bánh tráng quấn tiếp theo. À, sáng Trần nhìn là biết rồi đúng không mọi người? Thật rất tiếc là không còn heo quay. Chỉ còn bò với cả phần luộc thôi. Đúng rồi, đi ăn mới ngủ rồi mà tớ chả quay video mấy. Con bạn tự nhiên nói là chuyến đi của mình chỉ có quay đồ ăn, là mình buồn cười thế là lại quay video clip. Thì đây là ăn sáng, ăn rất dân tộc. Các bạn mình đã ăn xong một cái điện thoại đủ trái cây, à rau củ quả. Tôi ăn đây, phở này. Không, lát nữa làm gì chưa biết, ăn xong rồi nghĩ, lần nào cũng vậy. Đây là đôi chân của một công chúa. Thực tế thì đây nó sẽ như này. Đó, nhìn đấy rất đẹp đúng không, nhưng mà đó, là vì không có giày cho nên là sẽ chỉ như thế thôi. Và giờ tớ sẽ chụp ảnh cho các bạn, rồi các bạn nhớ xem công chúa này. Đó, chụp ở trên camera đấy, như này là thấy ui, rất xinh, rất xinh này. Xịn sò chứa đó, chân vừa đấy, thì cắt chân nha. Đó, thấy không, thấy rất là đẹp đấy hẳn. Đúng quá, như thế đẹp đấy. Chân không cần tạo dáng đâu, hạ cái mặt xuống nhá. Đẹp quá, đẹp nè. Tôi cho các bạn xem thành quả Beauty and the Beast này. Quá đỉnh chưa? Rồi. Siêu đỉnh luôn, đẹp quá. Tôi thật là một đứa bạn xuất sắc có tâm. Các bạn nên chơi với tớ nhá. We'll be right back.
Ui, xinh này, xinh này. Tôi đang không đeo lens và tôi cũng không đeo kính, thành ra là tôi nhìn camera tôi khá thấy mờ mờ. Bạn thấy là tôi đã làm xoăn xoăn cái mái nhưng mà nó đang rũi ra. Và hôm qua là vì là cái kiểu tóc rất là đẹp, kiểu ngắn xù xù xoăn xoăn thì nó rất là kiểu hơi châu Âu, hơi công nương một tẹo. Xong mặc cái bộ đồ này nó rất là thần thái. Thôi tớ nghĩ là tớ mặc cái bộ đồ hiện đại này thì tớ hết đồ theo kiểu hơi châu Âu rồi. Thành ra là vén ra như này. Và cái màu tóc này cũng gội được ba nước nó bay hết cái màu xanh buồn. Còn cái như chụp cho nhép chụp thề rất là hợp. Mình đang nói là có cái nhạc gì nó kỳ thế ta. Ý là cái váy đấy là cái váy bạn nhìn thấy quen thì sẽ là các bạn đã xem clip ở Phú Quốc, bọn tớ cũng vào hơi châu một tí thì mặc váy rất là hợp. Cái váy đấy lên thì cực kỳ đỉnh luôn. Đấy, ảnh hiển thị, ảnh hiển thị đó. Tôi chụp tôi chỉnh đấy mọi người ạ. Thưa một nửa bớt đó. Xinh quá nhỉ? Xinh quá nhỉ? Quá xinh này, các bạn thấy xinh không? Đó, trời, quay một vòng. Trời, sao hôm nay xuất thần gì ta? Gọi là xuất sắc đấy. Ý trời ơi, đẹp quá luôn, chụp quá đẹp. Đẹp, trời ơi, xuất sắc. Tớ mang cái bộ này này là chỉ định sơ cua thôi. Vì hết đồ mặc rồi, mang chụp mấy cái đồ váy kiểu kia. Nhưng mà sau cái vùng mặt tạm cái này thì cái áo này nó cũng không liên quan lắm. Kết hợp nó khá là ok, nhưng vấn đề là đôi giày này là đôi giày của nhé. Mang đi và nó cũng hơi bẩn nữa. Mà đang rất gì nó màu đen. Đi cà phê chiều một chút này. Suka, suka. Không, quý quý. Một chút yếm. Rất là xinh. Mà cái gương hơi bẩn. Hướng này rất là đẹp đấy. Hướng này rất là đẹp này nhé. Nhưng mà lúc nãy quýt toàn đứng mình ngược sáng, chụp sáng, chụp. Hướng này rất đẹp, xuất sắc. Sau đây con bạn mình hiển nhiên là xuất sắc nha. Tôi che bớt đi. Đấy, xuất sắc. Đây là trợ lý bình thường hay thuê đồ cho mình là mình không biết thuê ở đâu đâu, nó thuê cho mình ạ. Kia rồi. Mày có mua bánh mì cho tao không? Mua bánh mì không? Trời ơi, yêu quá. Yêu quá, yêu quá, yêu quá. Ủa mà nhắn tin xong qua liền luôn hả? Ừ, con người ta chậm chẽ. Ôi trời ơi, này xinh trai quá nhỉ. Anh là mặc đẹp đấy nhỉ. Anh đây được đi gặp chị đây là mặc đẹp đúng không? Ngượng ngượng. Ngượng bẩn quá. Ngượng. Để chụp được chiếc ảnh, chị Hương Quýt đã phải tự tay lau chiếc gương này. Đây là chân gà. Em đây là rất là ngon. Đấy sau này chị chấm thêm lên mà hay là không thể mang máy bay được không? Thằng ở năm ngoái á, nó bỏ túi zip mà mình mang máy bay được. Năm nay nó bỏ như này, sao ta mang máy bay được? Đây là em phải mất bao nhiêu thời gian để mua máy nữa. 30 phút đó. Không, em chưa có mua được tiền hả? Thế á, đây có một cách hả? Chắc có chứ, nhưng mà em quen hả? À, em đang làm xấu. Người dân ở đấy. Đây, bánh mì phượng nha mọi người. Này bây giờ là túi xịn quá nhỉ? Chắc logo bên này nè. Là logo bên này hả? Giờ làm túi xịn quá. Là trà là nhãn mà. Bình thường Phúc Long mình hay uống, không biết ở đây ngon không? Chân gà nhìn nhận hình ăn cay. Nhưng mà không cay. Cay lắm. Nhìn thôi, thằng này nó hay màu mè, nó là màu sắc. Cái này nó cho mình cái nước xương này. Trông có sexy không? Đây là gương mặt của cô gái buồn ngủ ngồi trước kìa. Ôi
để cho mặt đỡ vô nhức lắm thì tôi sẽ oánh son vô để nó có thiện cảm hơn với người dùng. Các bạn thấy cái gì không? Perfect Diary. Condo mới mới tuyển được. Vậy người địa phương ấy chứ. Mày xoay ngược lại tao mới biết đó là trầm cảm đấy. Hợp lý đấy. Này phải được mang lên máy bay chứ đúng không em? Xin chào.